Trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vụn vụt, cứ thế vật đổi sao dời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bến giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương chạm trẻ đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Mẹ như được trong mùa
quân chạy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thank you.
A Di Đà Phật. Và cùng đề tiếp theo với chương trình lo đề tăng để bảo đảm thông minh, xin trân trọng kính giới thiệu chủ tiền đại diện cho người trong ó giường chợ tổn ở Mỹ, cùng trong tình bà con được tin hương linh thân vào chúng tôi mạng duyên từ trần. Quý vị cảm ơn, kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn được sức khỏe hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Và sau khi dân hương và chứng lễ bài xong, thay lời pháp vị chúng tôi kính mời chủ an tòa để dùng chén trà phong ưu cùng gia đình tam quyến. Dịp tổng đề tiếp theo trong chương trình lo lễ tăng để bảo đảm tâm ấn, xin trân trọng giới thiệu chủ bình đại diện cho thiền thư ở sông Đông Hải Dương, trong tình nghĩa thông gia của ô thẹo và dân đường, ngày hôm nay được tin thân mẫu chúng tôi thăm thẳm từ trần. Quý vị có đến viếng thăm thuộc điều dân hương để gặp Phật không? A Di Đà Phật. Và cùng đề tiếp theo trong chương trình viếng thăm và phụng điều, xin trân trọng kính giới thiệu chủ Ngọc tại sông Chờ Hải Dương, đại diện thông gia của mẹ phụng điều dân hương để gặp Phật cầu nguyện. Tác quyền một lần là xin chân thành cảm ơn. Và sau khi dân hương và dân lễ bài xong, kính mời chủ an tòa để dùng trà. A Di Đà Phật. Hồng trần cõi tàng thôi lưu luyến, tình đồ quê xưa hương linh mẹ sớm trở về, hiện diện được đến sàn, xin trân trọng kính giới thiệu dì gái ở Huế, đồng đốc tỉnh bà con được tin hương linh thân bầu chồng con mà duyên từ trần, ngày hôm nay dì có đến viện thăm phụng điếu. Xin được tiếp cận kính giới thiệu tại gia đình của cháu Hinh, cháu Hải, cháu Tương và cháu Cháu, cùng toàn thể các cháu trai gái cháu rể ở trong và ngoài nước có đến viếng thăm phụng điều dâng hương để góp phần cầu nguyện. Tác nguyện một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và sau khi dâng hương và dâng lễ bài xong, kính mời quý vị viếng quang thăm hương linh của thân mẫu lần cuối. Sau đó kính mời quý vị lưu lại bàn trà để dùng. Bà con và biệt thăm và phụng điếu. A Di Đà Phật. Và cùng đề tiếp theo đến chương trình lo lễ tăng để bảo đảm thâm ân, xin trân trọng giới thiệu đại gia đình của cháu Thuận, cháu Tuấn và cháu Liên, cùng trong tình bà con được tin hướng linh thiện thanh thản từ trần. Ngày hôm nay quý vị cũng còn đến viếng thăm phụng điều dân hương để góp phần cầu nguyện. Tác quyền chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sau khi dân hương và dân lễ bài xong, kính mời toàn thể quý vị lưu lại bàn trà để dùng. Thank you.
A Di Đà Phật và đồng đệ tiền theo bên chương trình nguyện thắm phụng niệm xin trân trọng giới thiệu giáo thứ ở trong đình Hải Dương trong tình bà con ngày hôm nay được tin hương linh mì thắm thảm từ trần cháu có lễ nguyện thắm phụng niệm dân hương để ngọc thần cầu nguyện. Giờ cùng đi tiền theo bên chương trình đó là ta để bà đạo thắm ân xin giới thiệu vợ chồng và hai cháu Thành Luyến. Điều xin trân trọng trình giới thiệu quý vị đại diện cho công ty cổ phần xây lắp và thương mại Á Bảo cùng với quý vị đại diện cho phòng kế hoạch công đoàn của công ty quý anh chị em đồng nghiệp ngày hôm nay được tiến hành phần cầu nguyện tác nguyện chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị Á Tòa đại dùng trẻ trà thân yêu cùng gia đình tác nguyện. Sau khi dân hương và dân lễ bài xong, trình bày quý vị lưu lại bàn trà để dùng chén trà phong yêu của gia đình Tam Nguyễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đà Phật và thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ ngậm ngùi thương tiếc lớp tiền đương. Hiện diện trên bến sàn xin được đứng đồng trình giới thiệu vì dường cộng thân ở Hải Dương cùng các tình bà con được tiên thương linh thân bầu chúng con thân thản dịch từ gần. Ngày hôm nay vì có đến biệt thăm phụng điếu dân hương từ ngọc phần cầu nguyện bác quyền xin chân thành cảm ơn. Thông và phòng điều xin giới thiệu chú Bình cùng trong tình nghĩa xóm Diệm xóm Nguyễn Du. Ngày hôm nay quý vị có đến viếng thăm phòng điều trên bài quý vị có viếng thăm phòng điều thân yêu để chia buồn. A Di Đà Phật, cần trần còi tàm thôi lưu luyến tình đồ quê xưa, hương linh o sẫm trở về. Hiện diện trước đến sàn xin được tiếng đồng kính giới thiệu đại gia đình là của cháu Thắng cùng toàn thể các cháu trai gái cháu về ở trong và ngoài nước cùng chúng tình bà con ngày về mãi ai đường trước dân hương sau cảnh dân về hai lại. Nguyện cầu hương linh về sân trực vàng Tây Phương. Nam mô tiệp trần cào sư A Di Đà Phật. Phật biệt rằng sống thì việc kỹ, từ việc quy. Sống chỉ tạm dự thạc mới chỉnh giáp về. Nào ai cưỡng lại lẽ vô thường, cảnh trầm luân cũng sắp không chịu hòa. Những giữa thời gian và khoảnh khắc sẽ biến thành thú bệnh viện. Thôi thì số phận đã ám bài, cuộc đời có sinh tức là có diệt. Mày ai cảnh khỏi lẽ vô thường, sinh già bệnh từ và quy luật của muôn đời tạo hóa. Còn lúc sạch thân ta trả về tương đại, đến hồn cùng thân thẳng ra đi về cõi bình hằng. Còn chẳng còn lại đấy những thế hệ con cháu bút cái hay giáo về đang còn mặt ở đây hoặc ở phương xa chưa về được cảm ơn quý anh quý chị cùng tất cả các cháu trai gái dân về ở trong và ngoài nước. Sau khi nhân hương và dân lễ bài xong xin mời quý vị an toàn. Điều xin trân trọng kính mời cháu trọng cùng đề tiếp theo đến chương trình lo lễ tang bảo đảm thân ân. Xin giới thiệu cháu trọng ở Hải Dương cùng trong tình bà con ngày hôm nay cháu có lên viếng thăm phụng điếu. A Di Đà Phật, một phụ chia niên người bệnh điệp trăm năm giữa mãi tình thông gia. Hiện diện trường lên sàn xin được trân trọng kính giới thiệu chủ thần ở Thuận An đại diện thông gia của mẹ. Ngày và sau khi dân hương và dân lễ bài xong, kính mời chủ an tòa dùng chén trà thân yêu cùng gia đình các quyến. Sẽ may về tiếng tổ nghĩa tình còn mãi đến ngàn năm. Hiện diện trường lên sàn xin được trân trọng kính giới thiệu ông Tiên và chủ Minh ở Hải Dương còn trong tình làng nghĩa sống bà con quê hương. Ngày hôm nay được tiếp thân mẫu của chúng tôi thân thả từ trần, quý vị có lên địa thăm phòng điệu dân hương để góp phần cầu nguyện tăng quyền. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
A Di Đà Phật và đồng đề tiền theo đến chương trình lo lễ tang để bảo đảm thân nhân xin trân trọng giới thiệu cháu Sung ở sông Đồng Hải Dương trong tình bà con được tin thân lên bề thân thạm từ gần. Ngày hôm nay cháu có đến biểu thăm phòng điều chân hương để có phần cầu nguyện, tác nguyện xin chân thành cảm ơn. Con cháu hai nhà nặng nhớ thương Phật thông tình về thông gia của tha. Ngày hôm nay thì có đến việc thăm phòng điệu và bên cạnh đó giới thiệu chủ một ở sở linh cũng có gửi nhà thương lòng để chia buồn một tác quỷ. Thay lời hiệp vị chúng tôi xin chân thành cảm ơn. A Di Đà Phật. Một phục chia ly người bệnh viện trăm năm nhờ mọi tình thông gia hiện diện trường linh sàng xin được trân trọng để giới thiệu chủ Huê đại diện cho thị bộ ở Úc còn trong tình nghĩa thông gia của thân mầu. Ngày hôm nay được tin thân mầu chồng hơi mạng viết từ trần thì có gợi đại hương lòng để chia buồn phòng tác quỷ anh dương cùng trong tình nghĩa. Và công đề tiếp theo đến chương trình về thăm một phòng điếu xin giới thiệu cháu Minh và cháu Huê ở Hải Dương cùng trong tình nghĩa. Và bên cạnh đó cũng xin giới thiệu cháu Lê ở Úc cũng có gửi nén hương lòng để chia buồn một tác quyến. Thay lời hiệu viện cháu tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và giờ thắp nén hương thân lòng tưởng nhớ gần gũi thương tiện các chủ Minh sàng xin được giới thiệu chủ Quyên và chủ Phần ở sầm mới cùng trong tình nghĩa xóm làng bà con quê hương. Ngày hôm nay được tin thân mầu chồng tôi bằng duyên từ trần quý vị có đến viếng thăm phòng điếu dân hương để góp phần cầu nguyện. Về công nghệ thì đến chương trình viếng thăm phòng điếu xin giới thiệu chủ quán ở thôn ba Hải Dương cùng trong tình làng nghĩa xóm. Ngày hôm nay quý vị có đến viếng thăm phòng điếu phương yêu để chia buồn tác quyền chúng tôi lại cho mình kính mời quý vị an toàn để dùng trà. A Di Đà Phật và đồng đề tiếp theo đến chương trình lo lễ tang để bảo đảm thân nhân xin trân trọng giới thiệu chủ đề ở sầm mới cùng trong tình bà con. Ngày hôm nay chủ có lên viếng thăm phòng điều dân hương để góp phần cầu nguyện tác quyền một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chị tác quyền xin trân trọng kính mời đại diện ông thương Võ Hằng ở Úc và chồng Trí ở Hải Dương trong tình bà con viện thăm phòng điếu. A Di Đà Phật và đề tiền theo đến chương trình viện thăm phòng điếu xin trân trọng kính giới thiệu gia đình của cháu Hằng, cháu Thương ở Úc cùng có người đàn hoa và nàng hương đồng để chia buồn ông tác quyền. Bên cạnh đó cùng giới thiệu cháu Trí ở Hải Dương trong tình bà con. Ngày hôm nay quý vị cũng có đến viếng thăm phòng điếu dân hương và dân lễ bài để có phần cầu nguyện tác quyền chúng tôi một lần nữa giới thiệu cháu Thừa ở Hải Dương cùng trong nghĩa sắp làm. Ngày hôm nay cũng có đến viếng thăm phòng điếu dân để tham gia chương trình lo lễ tang để bảo đảm thân nhân xin trân trọng giới thiệu đại gia đình của cháu đời cùng toàn thể các cháu trai gái cháu rể ở trong và ngoài nước trong tình bà con. Ngày hôm nay được tin thân linh mề thanh thản từ trần quý vị có đến viếng thăm phòng điếu dân hương và dân lễ bái để góp phần cầu nguyện tác quyền một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sau khi dân hương và dân lễ bái xong kính mời quý vị an toàn để dùng trà. Thank you.
Dạ con đề tiền theo bên chương trình Việt Thông Phụng Điệu xin trân trọng giới thiệu chủ lý đại diện cho bà Bồng ở Sầm Đừng tấm tình bà Bồng. A Di Đà Phật. Dạ con đề tiền theo bên chương trình lo lễ tang để bảo đảm thân minh xin trân trọng giới thiệu chủ hoàng ở Hương Bình đại diện thông gia của Thân Bầu. Ngày hôm nay được tin thông bầu chồng tôi mà duyên từ trần tác quỷ chồng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và sau khi nhân ông và nhân lễ bài xong thay lời tác quỷ chồng tôi tình mời quý vị áp bò để dùng trà. Nghĩa tình còn mãi đến ngàn năm. Hiện diện tiền thân sàng xin được trân trọng kính giới thiệu cầu tấm ở thôn Ba Hải Dương từ trong tịnh nghĩa. Và bên cạnh đầu còn xin giới thiệu hai cháu Hồng Khử ở Mỹ. Còn cầu gửi nén hướng lòng để chia buồn một tác quyến. Thay lời hiệu quyền cho tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Giờ sau khi những lúc về chức đề bài xong phép người ta chúng tôi kính mời quý vị an toàn để dùng trẻ tràng thông lưu cùng gia đình ta quyến. Và cũng đề thì đến chương trình về thăm phòng điều xin kết cầm giới thiệu chị Mai ở Tây Lục còn trong tình nghĩa của cháu Hiền. Ngày hôm nay chương trình lo lễ tăng và bảo đảm thông ân xin trân trọng giới thiệu bậc trợ ở sông chợ Hải Dương cũng có gửi nén hương lòng để chia buồn của tác quyến. Bên cạnh đó cũng xin giới thiệu chủ dầu Ona và Osen ở sông chợ Hải Dương cũng trong tình làng nghĩa xóm. Ngày hôm nay quý cô chủ có đến viện thông thuận điều dân hương để góp phần cầu nguyện tác quyến chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ thưa chị Hoa, đại diện cho chủ nghĩa xuân vinh sống người du cực trong tình nghĩa xóm giềng. Ngày hôm nay quý vị có đến viện thăm phòng điều chân hương thì có phần viện thăm phòng điều xin trân trọng giới thiệu ốc tâm ở viện du thành phố Huế cực trong tình nghĩa xóm làng. Ngày hôm nay có đến viện thăm phòng điều phương yêu để chia buồn tác quyền xin chân thành cảm ơn. Dịch công đề tiền theo nó nhân định lo lễ tán để bảo đảm thân ơn xin trân trọng giới thiệu gia đình của cháu Hòa cùng toàn thể các cháu trai gái giáo đề ở trong và ngoài nước được tin thương linh đề thăm thảm từ trần. Ngày hôm nay quý vị có đến viện thăm phòng điếu kính dân đề hai lại nguyện cầu hương linh đề sớm trực vạn Tây Phương. Nam mô tiền dân đạo sư A Di Đà Phật. Dạ cùng đề tiền theo đến chương trình đó để tăng để bảo đảm thân ân xin trân trọng giới thiệu gia đình của cháu Vũ, cháu Trinh cùng toàn thể các cháu trai gái cháu rể ở trong và ngoài nước cùng trong tình bà con được tin theo đến o thân thạc từ trần quý vị cũng có đến viện thăm. A Di Đà Phật, tình thông gia hai ngã sầu ly biệt,
con cháu hai nhà nặng nhớ thương. Hiện diện được lên sàng xin được tiến đồng kính giới thiệu thị thực ở Phú Thuận trong tận nghĩa thông gia của thân mẫu. Được tin dâng lên thân mẫu, chúng tôi thân thảm từ trần ngày hôm nay thì có đến viếng thăm phụng điệu dân hương và dân lễ bài để góp phần cầu nguyện. Bên cạnh đó còn xin giới thiệu ở hoàng ở Canada cùng cầu nguyện nén hương lòng để chia buồn cùng tác quyến. Hai lời hiệp nguyện chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Giờ công đề tiệt ra bên chương trình lót lệ tăng để bảo đảm tâm ân xin trân trọng mà kể giải thiệu chú Hồng Dung ở đường Văn Cao, thành phố Huế, tầm trăm tình nghiệp và gia đình. Bên cạnh đó xin giải thiệu cô chủ Ngân Phùng ở Canada. Chúng con người này rất là tình chiếc buồn một tác quyến. Thay lời hiệp nguyện chúng tôi được lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ công đề tiền theo trong chương trình viện thăm phòng điều xin trân trọng giới thiệu ô lệ chủ đi lần hôm tổng trong tình nghĩa của anh Cho và chị gái. Ngày hôm nay được tin hương lên thân mẫu, chồng tôi sang thẳng từ trần quỷ cô chủ có đến viện thăm phòng điều dẫn hương để cầu phần cầu nguyện. Tác vì chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ công đề tiền thân ân chương trình nhìn thấm và phục điệu xin trân trọng giới thiệu thiền truyền ở thôn hai Hải Dương cùng trong tình làng nghĩa xóm. Ngày hôm nay thảm ơn sau khi dân hương và dân lễ bài xong, tác quỷ chúng tôi xin mời quý vị lưu lại bàn trà để dùng chén trà phân lưu cùng gia đình tác quỷ. Dạ công đề tiền thân ân chương trình nhìn thấm phục điệu xin trân trọng giới thiệu chủ minh thành phố Huế trong trong tình bằng hữu của anh Thành. Ngày hôm nay được tin cho đến thân mẫu, chúng tôi thân thảm từ trần chủ có đến viện thăm phụng điếu dân hương để góp phần cầu nguyện. Tác vì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Di Đà Phật và đồng đề viện thăm và phụng điếu xin trân trọng giới thiệu đại gia đình của cháu Nơ cùng toàn thể các cháu ở trong và ngoài nữa. Ngày hôm nay quý vị có đến viện thăm phụng điếu phân yêu để chiêm buồn. Dạ công đề tiếp theo nói chương trình đó là tao và bà đoàn tâm ân xin trân trọng giới thiệu cháu Sửa ở Hải Dương cùng đồng tình bà con. Ngày hôm nay cũng có đến viện thăm phụng điếu phân yêu để chiêm buồn. Quá trình lần này thì lần để cho quý vị bà con có viện thăm phụng điếu. Giới thiệu được Khánh ơi. Dạ công đề, thì theo chương trình đó về ta để bảo thân ân xin trân trọng giới thiệu đại gia đình của cầu cỡ cùng toàn thể quý anh em con cháu trai gái giáo lệ ở trong và ngoài nữa. Ngay cầu và toàn thể các cháu có đến viện thăm phụng điếu được dân hương sau kịch dân ó hai lại nguyện cầu hương linh sự kịch vàng tây phương. Nam mô tiệt diệt đạo sư A Di Đà Phật. Cành tây phương mẹ hiền thánh thà giàu trùng dương trình con cháu gần người thương. Hiền diện được lên sàng xin được đứng cần kịch giới thiệu cầu tha và các cháu ở hương bình cùng trong tình bà con. Được tin thương mẫu chồng con mạc duyên từ trần sáng hôm nay cầu bảo vệ viện thăm phụng điếu dân hương và dân lễ bài để góp phần cầu nguyện. Ta quyền một lần nữa và xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt, xin chân thành cảm ơn quý bác, quý cầu đại diện cho phải họ nào.
ở Hải Dương. Mẹ đến ngồi của mẹ vào biệt thăm phòng điều phương yêu, vào biệt thăm phòng điều phương yêu gia buồn. Bùi bùi xúc động lúc biển đưa hiện diện việc linh sàng xin được trân trọng kính giới thiệu quý bác quý cầu cùng toàn thể quý anh em con cháu đại diện cấp phải họ nào ở Hải Dương về phía bên ngoài ngày hôm nay được tin tâm linh thân bầu của chúng con mà viết từ trần thể hiện tình cuộc dụng nghĩa họ hàng bá đệ hương về bấm hoa quả quỷ cầu quỷ anh em con cháu các hiện diện được linh sàng đang dân hương và kẻ dân hai đài nguyện cầu hương linh thân bầu của chúng con sẽ được tiêu du về miền cực lạc. Vật biệt rằng sắc biệt kỹ từng biệt quý chống thì ta nhìn thẳng mình tiện ra về nào ai tưởng lại lẻ vô thường cảnh trầm lốt vốn sắc không chuyển hóa những giữa thời gian và quần khắc sẽ biến thành thú vật biệt thôi thì số phần đã ác bài quý lục cũng muốn đời tạo hóa chỉ con tim gần đập hơi thở không còn là lúc sản thân ta trả về với tử đài linh hồn còn thật thà ta đi về gọi con cháu tay gãi giáo đề với nhiệm vật khắp ta đẳng xin chân thành tri ân đến quý cầu còn toàn thể quý anh em con cháu không phải họ đào về nước phía của mẹ chúng con một lần nữa xin chân thành cảm ơn kính mời quý cầu. Xin trân trọng giới thiệu chú Năm và sống chờ cùng trong tận nghĩa. Và bên cạnh xin giới thiệu vợ chồng của cô chú Tường Mười ở Mỹ cũng gọi là Hoa. Người là Hoa và đại trương lòng để chia buồn một tác tuyến. Bên cạnh đó chú Phương và cháu Được ở Hải Dương cũng có gửi một đại trương lòng để mình. Và sau khi dân hương và chân này bà sống kính mời quý vị an toàn để chồng cảm. Được tin thân bầu chồng con thân thạc từ gần ngày hôm nay mở bỏ về biệt thăm phòng điều phân yêu để chia buồn. Bên cạnh đó xin giới thiệu thị măng ở hương gần. Hai cháu thần kỹ ở Hải Dương cùng tâm tình bà con
được tin nêu lên ao thanh thản từ đền. Ngày hôm nay các cháu có đến viện thăm phòng điều chân hương để gặp tình cầu nguyện. Tác vì chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Well,
để mà để ra đất kiểu vô ra mất gì để tây phương mà hiền thấp thà giàu chuồng dưới trần có đậu ngầm người thương hiền diện được lên sàn xin được đứng rồng kịch dây thiều đại gia đình này của dừng luộc tầm toàn thề cạp dậu lái gãi giáo nề ở trong và ngoài nữa được tin hơn đến gì thấm thạc từ rừng ngày hôm nay toàn thể quý vị đang quan lâm về chuyện mài ai được dân hương sớm đến thăm lễ đồng thời đang làm lễ viếng được di ảnh của thân mẫu. Thank you.
Việc công đề tiếp theo đến chương trình nó để sang để bảo đảm thân mến xin chân trọng giới thiệu chủ nhân ở thôn Ba Hải Dương cộng đồng tình nghĩa xóm làng. Ngày hôm nay chủ có lên viếng thăm phòng điều theo chương trình viếng thăm phòng điều xin chân trọng giới thiệu thị gái và cháu Liêm ở xóm đồng Hải Dương cộng đồng tình bà con. Được tin hôm nay mẹ thân thảm tình trần, ngày hôm nay quý vị có đến viện thăm phụng điếu, dân hương được ông phụng cầu nguyện. Các quý vị một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Quý vị có đến viện thăm phật điếu dân hương và những đề bài để một phần cầu nguyện. Xin chân thành kính giới thiệu quý anh chị em con cháu ở trong và ngoài nước cùng trong tình nghĩa anh em của vợ chồng ở theo và dựng đời được tiếng hương linh thân bầu của chúng tôi mà viết từ trần ngày hôm nay. Quý cô chú, quý anh chị cũng có đến viện thăm phụng điếu dân hương để góp phần cầu nguyện. Ta nguyện cho tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thank you.
đợi tí đi. Quý vị quang lâm biệt thăm phòng điếu dân hương để gặp vận cầu nguyện. Trong giờ phục đau thương mất mặt này, ta quyền một lần này xin chân thành cảm ơn để toàn thể quý vị. Sau khi dân hương và dân lễ bài xong, kính mời quý vị biệt quang thăm linh chủ và thân mẫu chúng tôi một lần cuối là cảm ơn. Ngày hôm nay chủ có lễ địa thăm phòng điệu dân hương để gặp phần cầu nguyện. Ta gửi chúng tới một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Đại bà đã thân mến xin trân trọng để giới thiệu hai cháu đại diện cho chủ Phạm Văn Thì ở Nam Định cùng tất tình nghĩa tham gia của Dưỡng Ninh được tin thân bảo chúng tôi thân tạng từ trần. Quý vị có gậy nén thương lòng để chia buồn một tác quyến thay lời hiệp viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Bởi mà cũng dạ đừng mà cô ba con cũng ba con đừng dạ đừng quạt vỡ đúng hương chim quạt á có hương mua vỡ nữa bên nói để những việc ok không những nói thì ta nói rồi tỏ số đây không hai vợ chồng về rồi qua đang về thì để về cho anh. Mấy cho mua sân bay rồi cửa đồ rồi mình quen bay mình nghe kể mình đi là mua về nghe kể là dù mình quen là mình mua một cái mẹ muốn vàng chỉ cho mình muốn ứ phi nữa muốn ứ phi này bảy năm cái này đó tiếng mua về chơi giúp người thơ nữa là đi vệ xe lăn phải không đi vệ xe lăn lên đến bãi đồ xuống đám xe tặng cho mình. Mình có tên tôi lên đọc tên và mình ngồi đó sai chợ đây mình để tên lên gia đình để thăm phòng điều xin giới thiệu chồng Phương và về cho chủ Lào ở Mỹ. Ngày hôm nay chủ có bệnh này hướng lòng để chia buồn các chuyện ở Hải Dương cùng trong tình nghĩa.
ngày hôm nay cũng có đến viếng thăm phụng dưỡng cũng như để chia buồn, ta gửi chồng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Chương trình lớp đại tăng và bảo đảm tâm ân xin trân trọng giới thiệu chủ cường và chủ điếm đại diện cho bạn học lớp của anh Thầm. Ngày hôm nay được tí đưa lên thân mẫu chồng tôi mà duyên từ trần vì anh vì chủ của bảo đảm viện thống phòng điều dân hương để gặp phần cầu nguyện gia đình ta gửi. Hiện diện trực minh sàng xin được trân trọng giới thiệu dường phúc ở sầm mới cộng đốc tỉnh bà con. Ngày hôm nay dường có lễ biệt thấp phục điều phúc nhân để chia buồn, xin mời chào thi. Điện thái đất nhân định biệt thấp phục điều xin đã trân trọng giới thiệu chào thi ở sầm mới cộng đốc tỉnh nhà sầm làng. Và bên cạnh đó cũng giới thiệu với chồng của chú Nam ở sầm đồng cũng có gửi đại thương lòng để chia buồn ca huyến. Dạ cô bé, hiện tại đang chương trình Việt Thăm và Phục Điếu xin trân trọng giới thiệu chủ bên sầm đông Hải Dương còn trong tình làng nghĩa xóm. Ngày hôm nay chủ có lên Việt Thăm Phục Điếu có đưa Việt Thăm và Phục Điếu xin trân trọng giới thiệu ông Tuyệt và ông Tiểu ở Hải Dương cộng đồng tình nghĩa xóm làng. Ngày hôm nay quý ông có lên viếng thăm phụng điều phân yêu để chia buồn, ta quý một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Giờ tác viên chúng tôi xin được đồng hiện bày quý anh, quý chị tập thể lớp 12 để tiến theo trong chương trình nói về ta là bảo đảm thân đơn. Xin trân trọng kính giới thiệu quý cô, quý chú, quý anh chị đại diện tập thể lớp 12A bàn của Hiền. Ngày trân trọng kính giới thiệu quý vị đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn đại diện cho phường hành tâm và thiện và mọi điều còn đẹp trong cuộc sống. A Di Đà Phật xin chân thành cảm ơn. Bảo đảm thân ân xin trân trọng giới thiệu vợ chồng của chồng nó ở Hải Dương các tỉnh bà con được đi lưu lên về thánh thàng từ trần. Ngày hôm nay quý vị có đến viếng thăm phật điếu dân hương để gặp phần cầu nguyện, ta quyền một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sau khi dân hương và dân lễ bài xong, kính mời quý vị áp tòa để dùng trà.
Xin trân trọng giới thiệu chào quý anh từ xã Bình Hải Dương, từ các tỉnh bà con được đi theo lên to thanh thản từ trần. Ngày hôm nay chào có đến miền thăm phòng biểu kính thưa thì cộng đồng nhân loại quý vị đã gọi dùng đà. Thank you.
Thank you.
Hải Dương Hà Bắc thôn cư trú tại Huế thành phố phủ các phương huyện Vũ Lô đề tam thập tử nhai đề thập cựu chi tam số hiệu tam quyền cung từ vũ tứ đường vòng phật tố hương phụng kinh tư mẫu thiên cựu quý sơn an phân tình đồ minh nhật di quan thế nhật thịnh lĩnh cao yết tổ đường tư minh bảo đức thù ẩn kỳ siêu đồ sương kỳ ma tự tôn nguyện vẫn cho nguyện vẫn chính nguyện vẫn thành tự tôn hôn nguyện thì gái nguyện thì diệt tâm nguyện thì hiến tự tôn nữ nguyện thì xuân nguyện thì do nguyện thì thiết nguyện thì thá nguyện thì theo tự tôn tệ dương văn minh trần quang lý phạm đơn tăng tô nguyện xuân điệp nguyện chỉ đạt nguyện nhật khánh nguyện nhật khóa nguyện thì tráng nguyện thì trấn châu nguyện thì tâm vi đồng gia tăng quyền nam nữ từ tôn hôn tế điện nội ngoại đăng phong về thương niệm công cao bổn ấm đương thường khứ thể tiên linh trần lưu quần nguyện gia tiến tô định đời định thế nam nữ tôn linh liền vì phong về công ca nguyện bắn gia môn trung thính thuộc đồng hàng đồng thế ba thúc khảo thì cô bà cô nương đồng đương huynh thứ đệ mùi nam địa quân tràng cô nương đồng đồng quả cô nam nữ tiên linh hương linh vong linh liệt vì ba di giới mọc à tung cánh trường thủy tư nguyên luôn tường tổ đức dị sanh thân cổ thần chúng di truy biên bảo tôn kinh gia trì bảo sanh thân tổ thank you.
mẹ ơi mẹ còn sống có còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả đều đi, mẹ ơi con chẳng còn chi, bơ vơ để cả đường đi lối về. Hiện diện được đất sàng xin được tất cả những giới thiệu tại gia đình một cầu sinh cùng toàn thể quý anh em con cháu được dân hương sau kính dân o hai đài nguyện cầu hướng lên o sẽ đẹp vàng tây phương. Nam mô tiệm diện đạo sư A Di Đà Phật. Lên chủ của thân mẫu bác
Nguyễn Văn Trực đại diện họ dân hương để góp phần cầu nguyện. Và sau đó cũng xin trân trọng kính mời chủ viện đại diện bộ phái đọc lên lời vịnh biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương linh mẹ, kính thưa đại gia đình tam quyến, trong giờ phút đau thương này, con cháu trong nội tộc đã tề tự đông đủ và đang đứng trước linh cữu của mẹ, trang nghiêm cử hành lễ viếng để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với người mẹ, người cố từng gắn bó từng sáu nghìn nặng với họ hàng, với con cháu gần suốt cả cuộc đời. Giờ đây không còn nữa, thưa hương linh mẹ, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, họ hàng con cháu nội ngoại ngầm ngùi tiếc thương, tiễn đưa linh cữu mẹ ra đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Để rồi mãi mãi cháu con không còn gặp lại mẹ. Sự ra đi lần này của mẹ đánh dấu chấm hết cuộc hành trình mà mẹ đã sống với họ hàng, anh chị em, con cháu nội ngoại suốt 91 năm qua. Trước linh án hiện tiền của mẹ, con cháu trong nội tộc ngậm ngùi xót thương. Mẹ là một người con dâu trung hiếu của họ tộc, người mẹ rất mộc mực và là người cổ lúc hết sức, hết lòng yêu thương con cháu. Trong quá trình sống, đối với họ hàng, mẹ đã lo toan gánh vác nhiều công việc. Dù khó khăn cũng không nề hà, với con cháu, mẹ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, động viên, an ủi trong những lúc khó khăn. Nay mẹ đã ra đi, bỏ lại họ hàng, anh chị em, con cháu nội ngoại với bao tiếc thương buồn thầm. Thế rồi sấm chớp trời đông mưa sang bắc hải, ngọn gió bố thường cho biển hỏa hương dâu. Những cảm thương gần cây mũi mặn nãy còn đâu, bao xót xa nghĩa trọng ơn thầy còn ai đền đáp. Mây vẫn bay, gió vẫn ru mình bên triền cát, mà dáng người thảm phục đã dần xa. Thôi thì số mình đã an bài, có sanh tất có tử, tạo hóa đã định rồi, luật trời không cược được. Tha ngôi sanh biệt quỷ, từ biệt quy, sống ở thạc về là lẽ vô thường, sắc không chuyển hóa. Thời gian là khoảnh khắc, biến thành thiên thu vĩnh biệt. Vậy là ngậm ngùi thương tiếc mẹ ơi, cháu con lệ chảy sao với nỗi lòng. Hỡi ơi, sống thật vội vàng, sự sanh diệt nhanh như tia chớp. Mẹ mời đó nay đã thành thiết cổ, vậy mọi việc thân tử đại có bao giờ bền chắc đâu. Cuộc trăm năm mấy được vuông tròn, hôm nay mẹ chỉ còn lại con cháu với bành khăn tan trận đứng bên linh cừu với nỗi niềm thương tiếc không vơi. Ba nén nhang thơm, mâm hoa quả, mâm cau trầu thể hiện tất lòng của bà con họ nội. Xin mẹ thiện linh minh giảm tấm lòng thành con cháu, mong linh hồn mẹ thoát quả tiêu diêu. Trước linh cừu mẹ, toàn thể anh chị em con cháu nội ngoài nội tộc xin cúi đầu lại mẹ hai lạy và nguyện cầu hương linh mẹ sớm về bến giác tình tiêu diêu. Con cháu nguyện đoàn kết thương yêu nhau trong cuộc sống, để nơi cửa tuyền hồn mẹ được an giấc nghìn thu. Cầu xin hương linh mẹ nơi an nghỉ cuối cùng, sống linh thạc thiên phò hộ độ trì cho con cháu nội ngoài trong và ngoài nước được bình an bổn tộc mãi mãi trường tồn. Kính lạy hương linh mẹ, nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Bộ hòa nội chiều hôm nay xin tới tặng kính mời bác
nguyện bất hạnh đại diện cho họ nội nhân hai lễ bài để đọc phần cầu nguyện. Rồi sau khi bạn đã dân đề bài xong, kịch mời quý chủ, quý anh em con cháu trong đời tập tuần từ và trường tinh kiều của Hương lên đề để dân hai. Thầy ơi, xuyên sắc cây đổ mấy phủ mù che, thời trời cao sao lời khắc khe, ngàn cuộc trần ái bày ra thế, bày ái được quốc tròn. Phật thể đốt cộng đồng thì sạch sống lắm, tiếng thải thường cũng có đầy nhất từ. Ông bàn tổ tạm trăm năm rồi ngừng chết, trời không thiên mấy vàng tiết lửa còn đâu. Bạn phù sinh với dòng đường lời rời chiều, đường dắt vòng tựa cạnh bóng cây mà héo. Thôi thì số phận đã an bài, cuộc đời vào sống tất cả có nhiệt. Mấy ai cảnh gọi lẽ vô thường, sinh già bệnh từ là quý luật của cuộc tục thất thà ra đi về cõi vĩnh hằng. Còn chắn là còn lại đây những thế hệ con cháu với những vần thân tan cảnh đáng có mặt ở đây hoặc ở phương xa chưa về được. Trong giờ phục nghiệp thức và bùi bùi xúc động này, thay lời tá thiện chồng có một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý bà thị chủ, quý anh em con cháu trai gái trong đồi tộc. Sau khi dân hương và dân đề bài xong, tình mời quý vị bước lại bàn trà để dùng chén trà. Điều xin giới thiệu ông con ở thôn Hai Hải Dương được đông tình bà con. Ngày hôm nay ông còn lên biển thăm phòng điều chất hương để gặp phần cầu nguyện. Bên cạnh đó cũng xin giới thiệu chủ văn cùng cầu nguyện nén hương đồng để chia buồn một tác quỷ. Thay lời nhiều vị được tới một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sau khi nhân hương và dân đề bài xong, tác quỷ kính mời quý vị an toàn dùng ra. Thank you.
Và sau khi dân hương và dân lễ bà xong, xin mời bà an toàn dùng đàn.